Cái số không này. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Nên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai với quý vị. Đẹp đẹp không là quý vị ơi. Đồ này đẹp nha. Rồi. Chào anh. Chào thầy, chào cô chú anh chị mình tên toàn quốc nha. Hôm nay em cũng tiếp tục về lô mai dảo hạt Thủ Đức nữa nha cô chú anh chị. Hình thức của em vẫn là bao sống bao ship ha. Thì bao sống tầm 2 tháng, bao ship trên toàn quốc nha. Rồi. Số điện thoại thì tên tiêu đề nha cô chú anh chị. Em ở ấp Long Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang ha. Rồi vô cây đầu tiên thì em nói tiếp clip hôm qua là cây số 41 nha cô chú anh chị. Em này để cho nó khỏi trùng ha. Đó lùng lực nè, búp măng rất là dễ thương luôn. Đó. Rồi, đo chiều cao cái ha cô chú anh chị. Rồi chiều cao của em nó 50. Hoành đây 25 cô chú anh chị. Rồi. Đây nè, xây nó búp măng cho cô chú anh chị ha. Cành đẹp luôn ha. Về thì cho nó dựng lại tí ha. Đúng rồi đó. Cái này nó hơi nghiêng. Cái bộ cái cây để nè. Đây nè, để đây. Đó. Đây cho cô chú anh chị ha. Đó, chìm chiếc dép lên. Đó, nó ngay ngay ha. Để đây. Đó, búp măng lùng lực luôn. Tay cành nè cô chú anh chị. Đều băng luôn ha. Rồi, cây số 41 này em cho luôn 1.700.000 ha. Rồi, cây số 42. Cây này cũng tự tựa mà ấy hơn ha. Cái này thì nó mắc tre nè. Rồi, chiều cao của em nó là 40 cô chú anh chị. Hoành đây 23 hoành nè. Rồi, xây luôn. Đó. Nồi đế nè. Để đều bầu luôn nha cô chú anh chị. Để đây. Bít bầu luôn ha. Rồi, cho luôn nha anh. Rồi, cây số 42 này em cho luôn 1.300.000 ha. Rồi. Rồi, mã số 43. Nặng mà cho đi nha. 43 29 ha. Chiều cao 29. Hoành đây là 21 hoành. Rồi. Đây, rồi bệ đế tự như con thú ha cô chú anh chị. Đó. Mặt bên đây mặt tiền bên đây ha. Rồi, cho luôn nha. Rồi 43 này em cho luôn 6.500 ha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã 44 nè. Cao 55. Hoành đây 19 nè cô chú anh chị. Hoành 19 mà trải nguyên bệ đế luôn ha. Đó. Này tay cành thì cũng rất đẹp nha. Rồi để đây. Trải một bệ đế luôn cô chú anh chị. Để đều luôn ha. Đó cô chú anh chị thấy ở dưới nè. Ở trong ha. Còn ẩn cái đống luôn ha. Rồi 44 này em cho luôn 6.500 luôn cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn. Rồi 45 ha. Cao 55. Hoành 24 hoành. Đó búp măng luôn nè cô chú anh chị. Mắc tre ha. Rất đẹp cây nha. Thân thủ thì ok luôn, giót đọt nhỏ xíu luôn nha. Đó, thì nồi đế nè, đế nơm. Nơm sổ rất là chuẩn cây. Rồi, mã số 45 này em giao lưu là 6.500 luôn cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 46 ha. 46 quái nè. Chiều cao đây chỉ có 59 thôi cô chú anh chị. Hoành đây 25 hoành. Rồi, xây luôn, hoành 25. Rồi, vô đế nha quý vị, ta cần điều rang ha. Đây quá sáng rồi đế ha. Đó. Đây trải cũng đều luôn cô chú anh chị. Bên đây thì mặt tiền ha. Nguyên cái mặt bên đây nè. Đó, mặt hậu nó cũng khá là đẹp nha. Rồi, luôn cái mình nó dài ha. Coi, 46 này em giao luôn 1.600.000 ha. Rồi, xuống cây luôn. Mã 47 nha cô chú anh chị. Rồi, 47 đây. Mã 47. Cao 69 ha. Hoành 19 hoành. Đó, cũng trải đều bít bầu luôn nha. Thân thủ ha. Cây rất là đẹp cây nè, viên dáng cây. Đế luôn. Đó, nguyên nào đế luôn cô chú anh chị, trải đều luôn ha. Rồi, mã 47 này em giao luôn có 450.000 ha. 450.000. Rồi, mã 48. Cao 35. Để đó ao luôn. Hoành 21 hoành. Đây một nồi đế luôn nha cô chú anh chị. Đó trải đều luôn ha. Rồi, giao luôn. Rồi 48 này em giao luôn 6.500 luôn cô chú anh chị. Rồi 6.500 ha. Rồi. Rồi mã 49 ha. Cao 36. Hoành 23 hoành. Đó 23 hoành luôn cô chú anh chị. Rồi để quý vị. Đó, tại đế nè, đây một cục đế dưới luôn ha. Rồi, mã 49 em giao luôn 550.000 cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn.
Rồi mã 50 ha. Cao 50. Hoành 29 hoành. Đó, tài cành rất là chỉnh cây luôn nè. Nhan lắc lượng rất đẹp ha cô chú anh chị. Đó, để luôn ha. Đó, nó để nè. Cắt cái mặt này em cũng có xử lý ha. Nè. Xử lý vết rồi ha. Tại có mấy cái rễ này đưa ra ha cô chú anh chị. Nó cũng bung đế thêm ha. Đó, nó đế này rất là chuẩn luôn. Rất đẹp nè. Rồi. Đây nó cắm cắm vô nè. Đó. Rồi, mã 50 này em giao luôn có 1 triệu tư thôi cô chú anh chị. Mã mã sơ 50 ha. Rồi. Rồi, mã 51. Cao 60. Hoành 25 hoành. Đó. Để nè cô chú về. Ở đây cũng một ẩn ở trong ha. Rồi đế cũng khá đẹp nha cô chú chị. Rồi mã 51 này em giao luôn 1,2 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã 52. Cao 60. Hoành 22 hoành. Đó, cũng trái đều đế ha. Nè, mặt trước thì trái đều luôn cô chú anh chị. Đó, sao tự nhiên thú nằm dài ha. Rồi mã 52 này em giao luôn 750 ha. 750. Mã 53. Cao 49. Hoành 22 hoành. Đó. Cũng rất đẹp nè. Rồi để luôn rồi quý vị. Để một cục đế luôn rồi chú anh chị. Rồi mã 53 này em giao lưu cho cô chú chị mình 550 ha. Rồi xuống cây luôn. Mã 54. Cao 35. Hoành 25 ha. Rồi, 25 sau này cái mấy cái này cô chú anh chị mình để tuột á. Để tuột cho lên nó là cho nó ok ha. Cái này nó cũng đang hiện tượng bể á nha cô chú anh chị. Hiện tượng nhẹ nhẹ ha. Thân nè từ trên xuống dưới luôn á cô chú anh chị. Đó. Cây này mã 54 nha cô chú anh chị. Mã 54 này em giao lưu là chỉ có 700 rồi cô chú anh chị. Rồi, 700. Okay luôn. Đó. 700. Rồi mã 55. Cao 77 ha. Hoành 29 hoành. Đó, tài cành rất đẹp luôn nha. Rồi để luôn nè quý vị. Cục đế luôn nè, trải đều luôn. Đó, bộ vệ luôn quý chú chị. Rồi, mã 55 này em giao luôn 1 triệu 3 ha. Rồi, 1,3 triệu. Đó, hoành 29 luôn. 1,3 triệu quý chú chị. Rồi, mã 56 ha. Cao 39. Hoành 16. Đó, dán lắc nè. Rồi, cục đế luôn. Nguyên cục đế luôn ha. Rồi, mã 56 này em giao luôn 350 ha. Rồi xuống cây luôn. Mã 57. Cao 44. Hoành 20 hoành. Rồi hoành. Đó, cái này như hai cái đùi gì, cái con gì nè, ngồi ha. Để quý vị. Cây mã số 57 này em giao luôn 550 ha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn, 550. Rồi, mã số 58 nè. Cao 58 luôn. Hoành 28 hoành luôn. Đó. Trải đế nè cô chú anh chị. Trải cũng đều ha. Chân bên đây thì bự ha, bên đây nguyên mặt tiền nè. Tài cành thì cô chú anh chị lô này cô chú anh chị an tâm. Tài cành già mùa cây lắm cô chú anh chị. Nhìn cái cây nó già khăn luôn ha. Rồi, mã 58 này em giao luôn 1,4 triệu cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tới mã 59 ha. Chiều cao 44. Hoành 23 hoành. Đó, 23 hoành luôn cô chú anh chị. Rồi, để luôn rồi quý vị. Đó, để cũng quái ha. Rồi, mã 59 này em giao lưu 550 nghìn nè cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tới mã 60. Cao 29. Hoành 18 hoành. Đó, cũng cục đế ha.
Rồi, giá 200 nghìn. 61. 61. Chiều cao 30. Hoành 16 hoành. Đó. Rồi, mã số 61 này em giao luôn 200. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 62. Tài cành đẹp luôn ha, giọt đọt nhỏ xíu luôn nha. Chiều cao 66. Hoành 26 hoành. Tài cành đẹp ha. À, tài cành nè, lắc lượng rất khéo cây nha cô chú anh chị. Đó, dán lắc hoành lên tên nhỏ xíu luôn nè. Đó, này lên chừng 10 à, còn chừng 10 cô chú anh chị. Rồi, để luôn ha. Rồi đế nè, đó, rất đẹp nha. Còn ẩn xuống chân trụ còn luôn ha cô chú anh chị. Rồi mã 62 này em giao luôn 1.4 ha. Rồi 1.4. Rồi mã 63. Như con thú nằm ha cô chú anh chị. Chiều cao 30. Hoành 18 ha. Đó. Cô chú anh chị tham khảo kỹ ha. Cây rất quái cây nha. Nè, cái mình nó sắn sắn nè cô chú anh chị ha. Đó. Rồi mã số 63 này em giao luôn 550 ha. Rồi xuống cây luôn 550 quý vị. Rồi mã 64 ha. Cũng tượng thú ha. Chiều cao 45. Hoành 21 hoành. Đó, cái này cũng tượng thú ha cô chú anh chị. Cũng nằm dài ha. Đó, giò cẳng trước đầy đủ nè. Sau này nó bự lên hàng tương lai nha cô chú anh chị. Rồi mã 64 này em giao luôn 750 ha. Rồi xuống cây luôn 750. Rồi mã 65. Rồi mã số 65. Cao 50. Mình cái bể đá dưới lực quá ha. Hoành đây là 30 hoành ha. Rồi đó. Bên đây thì chân trụ nữa ha. Bên đây mặt phụ mà nó chân cắm có ha. Chân trụ vẫn còn cô chú anh chị. Trong này nó ẩn rất đẹp nè. Nguyên cái mình nó nằm dài nó co ha cô chú anh chị. Đó, nó co, cái co rất là đẹp. Hoành này 30 nha cô chú anh chị. Tay cành nè, ok cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó, giá thì chỉ có 1.4 triệu thôi. Đó, 1.4 triệu mà hoành 30 luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cây này là mã 65 nha cô chú anh chị. Tới mã 66 nha. Chiều cao 36. Hoành 16 hoành. Đây, cũng một bệ đế luôn ha. Lắc lượng rất khéo luôn nè. Rồi, mã 66 này em giao lô 350 ha. Rồi, xuống cây luôn. Mã 67. Cao 40. Hoành 20 hoành. Đó. Cây thì rất chuẩn cây ha. Bệ đế nè, trải đều luôn. Rồi, mã 67 này em giao lô 500 cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã 68 ha. Cao 30. Hoành 17 hoành. Đó, thân thì lắc lượng ha. Đế thì có một nồi đế luôn. Cái mình thì cái một cổng đưa dài ra ha. Làm cái đuôi luôn cô chú anh chị. Rồi mã 68 này em giao lô 300 ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã 69 nè. Tự cũng tự thú nè. Chiều cao là 44. Hoành 19 hoành. Đó, cũng tựa như con thú nằm ha cô chú anh chị. Chân cẳng đầy đủ ha. Rồi cây mã 69 này em giao luôn 650 cho cô chú anh chị. Tay cành rất đẹp luôn nè cô chú anh chị. Cây quá chuẩn cây luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã 70 ha. Cao 39. Hoành 17 hoành. Đó, lắc lượng luôn. Một cục đế luôn nè. Đó. Rồi mã 70 này có 200 mà cô chú anh chị. 200 ngàn. Rồi mã 71. Tự nhiên thú luôn. Cao 39. Hoành 19 hoành. Đó, cô chú anh chị tham khảo kỹ ha. Lắc lượng tay cành nè. Đó, như con gít luôn. Đế thì trải đều ha, chân cẳng nhóc luôn. Rồi, rồi. Mã 71 này em giao luôn 700 cô chú chị. Rồi, xuống cây luôn, 700 ngàn. Mã 72. Nồi đế luôn, chiều cao 39. Hoành 21 hoành. Đó, khối đế luôn cô chú anh chị. Thân thì lắc lượng ha. Mắt tre nha cô chú anh chị. Đó, mắt trúc mắt tre nè. Nồi đế nè, quá xá nồi đế ha.
Rồi mã 72 này em Zalo 650 ha. Rồi xuống cây luôn, 650. Rồi mã 73. Một khối đế luôn. Cao 20. Hoành 15 hoành. Đây, một cục đế luôn cô chú anh chị nha. 15 hoành. Rồi, cho luôn nhiêu anh? Rồi, 350 luôn cô chú anh chị. 350 ha. Rồi mã 74. Cao 59. Hoành 22 hoành. Rồi, hoành 22. Đó, 22 hoành luôn cô chú anh chị. Thân lắc lượng ha. Để trải đều luôn. Đó. Rồi, mã số 74 này em Zalo 400 cô chú anh chị. Hoành 22 luôn ha. Rồi, mã số 75. Cao 40. Đây đó ao luôn ha. Hoành 27 hoành. Đó, trải đều luôn nha cô chú anh chị. Mặt trước có luôn ha. Đầy đủ ha. Đây giống như đế củ mì luôn ha. Đó, đã tươi luôn. 27 hoành cô chú anh chị. Thời giá 1 triệu 2 ha. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, mã 76. Tựa nhân thú nữa nè. Chiều cao 55. Hoành 18 hoành. Rồi, hoành 18. Đó. Để luôn nha quý vị. Hôm nay là cây quái quái không nè nha cô chú anh chị. Đó, tựa như con thú nằm dài luôn ha. Rồi. Đây cái đuôi nó quấu quấu xuống luôn. Dạ luôn như đây. Rồi, mã 76 này em Zalo 750 ha. 750. Rồi. Rồi tới mã 77. 77 luôn. Cao 14. Hoành 17 hoành. Rồi. Đó, một cục đế luôn cô chú anh chị. Rồi, dạ luôn. Rồi, 77 này em Zalo 200 ha. Rồi. Rồi mã 78. Cao 20. Hoành 14 hoành. Đó. Rồi 78 này 200 luôn cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi 79. Cây bự luôn. Cao 40. Hoành 26 hoành. Rồi hoành 26. Hoành 26 nè. Để nguyên nào để cái cống dưới hàng tay cành bự bự không ạ? Tay cành rất đẹp luôn nè. Đây để đây. Cô chú anh chị tham khảo những nồi đế ha. Đó, để đặt kẹo luôn cô chú anh chị. Đặt cái bầu luôn ha. Bích luôn. Rồi 79 này em Zalo 1 triệu rưỡi à cô chú anh chị. Rồi 1 triệu rưỡi ha. 1 triệu rưỡi. Đó, cây mai đẹp luôn ha. Rồi, rồi. Cây luôn. Mã số 80. Tựa như con gít nè. Tay cành cũng rất đẹp luôn nè. Chiều cao 39 ha. Hoành 17 hoành. Đó, tay cành rất là ok luôn nha cô chú anh chị. Để luôn. Đây nè. Kẹo luôn ha. Đó. Đây nó cộng hay cộng nhỏ nhỏ cũng đều luôn ha cô chú anh chị. Rồi, Zalo như anh. Rồi, mã 80 này em Zalo 750 ha. Rồi. Rồi, cô clip em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều ha. Cũng mong cô chú anh chị trên toàn quốc ủng hộ cho em ha. Ưng ý cây thì cứ xem cây rồi ưng ý cây nào thì ủng hộ cho em cây đó. Em rất cảm ơn. Rồi, em xin hẹn cô chú anh chị mình những clip sau nữa nha cô chú anh chị. Rồi, hẹn lại cô chú anh chị.